Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liên quan đến việc giám sát người Duy Ngô Nhĩ, các công ty Trung Quốc bị Mỹ phạt Đài VOA tiếng Việt hôm 29 tháng 3 loan tin Mỹ hạn chế thương mại 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc dính líu vào đàn áp người Duy Ngô Nhĩ Bài báo dẫn tin từ Reuters cho biết Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden hôm 28 tháng 3 đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với năm công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ đàn áp người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này và gọi đó là dối trá nhằm kiềm hãm Bắc Kinh. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn báo cáo nửa năm 2021 của Hipvision, một nhà sản xuất camera giám sát của Trung Quốc, cho thấy có ít nhất 4 trong 5 số công ty này phải đối mặt với các hạn chế mới lại chính là các hãng con thuộc Hivision. Reuters cho biết Hivision không trả lời đề nghị bình luận của họ. VOA dẫn thông cáo trên Federal Register của Bộ Thương mại Mỹ cho biết các công ty này bị cho là có liên quan đến vi phạm nhân quyền và các hành vi xâm hại trong việc thực hiện chiến dịch đàn áp của Trung Quốc giam giữ tùy tiện hàng loạt và giám sát bằng công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác tại khu vực Tân Cương. VOA cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Hoa Kỳ cố ý đàn áp các công ty Trung Quốc bằng những lời lẽ dối trá, chính trị hóa hoạt động kinh doanh và hợp tác kinh tế bình thường. Đồng thời, theo bà Mao Ninh, Động thái của Hoa Kỳ là nhằm gây bất ổn cho Tân Cương và sử dụng các vấn đề này để kiềm hãm Trung Quốc. Ý kiến cho rằng tồn tại cái gọi là đàn áp các nhóm thiểu số hồi giáo ở Tân Cương đã bị bác bỏ từ lâu, bà Mao nói với một số cuộc họp báo thường kỳ hôm 29 tháng 3. Bà cũng nói rằng Trung Quốc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Theo VOA, các công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen này đồng nghĩa là nhà cung cấp của Hoa Kỳ phải có giấy phép đặc biệt và rất khó xin trước khi vận chuyển hàng hóa cho các công ty đó. Hoa Kỳ ngày càng sử dụng danh sách này để nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc. Hình ảnh Mỹ và các quốc gia phương Tây từng trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Công ty Hivision đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ vào năm 2019 vì có liên quan đến vi phạm nhân quyền, và xâm hại trong việc thực hiện điều mà các nhóm nhân quyền và các nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ cho là chiến dịch đàn áp, trong đó giam giữ tùy tiện hàng loạt và sử dụng giám sát bằng công nghệ cao của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người hồi giáo khác ở Tân Cương. Tân Cương có tên chính thức là khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là một trong số 5 khu vực tự trị tại Trung Quốc. Đây là đơn vị hành chính lớn nhất có trữ lượng dầu mỏ và là khu vực sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất Trung Quốc. Khu tự trị này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau. Các dân tộc chính có thể kể đến là Duy Ngô Nhĩ, Hán, Kazakh, Hồi, Kyrgyz và Mông Cổ. Chính quyền Trung Quốc nhiều lần bị các nước phương Tây cáo buộc là giam giữ hàng loạt, đàn áp tôn giáo, cưỡng bức triệt sản và tách trẻ em khỏi cha mẹ đối với người Duy Ngô Nhĩ năm 2009, Trung Quốc đã đàn áp giả mang những cuộc biểu tình của người Duy Ngô Nhĩ. Năm 2020, Mỹ đã công bố trừng phạt các quan chức tân cương Trung Quốc vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Lệnh trừng phạt này nhắm vào tài sản tại Mỹ của các quan chức này, đồng thời cấm họ và gia đình nhập cảnh vào Mỹ. Trong các năm 2020-2021, các quốc gia phương Tây khác như Liên minh châu Âu, Anh, Canada, New Zealand và Úc cũng đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức Trung Quốc với những cáo buộc tương tự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin liên quan đến việc giám sát người Duy Ngô Nhĩ, các công ty Trung Quốc bị Mỹ phạt. Ngọc Thơ thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Giáo sư người Pháp, Việt Nam được lợi khi Mỹ và Philippines tăng cường hợp tác quân sự. Giáo sư Lauren Gedeon, giảng viên trường sư phạm Lyon, Pháp trong bài phỏng vấn với AFI ngày 27 tháng 3 cho biết rằng Việt Nam được lợi khi Mỹ và Philippines tăng cường hợp tác quân sự. Bài báo đưa ra bối cảnh các quốc gia trong khu vực như Việt Nam và Philippines đang đối mặt với sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông, trong khi Trung Quốc đang ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự và công nghệ của mình ở khu vực biển này. Hình ảnh bài trên AFI Hiện nay, Philippines đã thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ và một cuộc tập trận lớn mang tên Bali Katang sẽ diễn ra vào tháng 4, chỉ cách phía nam Đài Loan 300 km. Mỹ và Philippines cũng đã đồng ý tiếp tục thực hiện các tuần tra chung ở Biển Đông, trong khi quân đội Mỹ được phép sử dụng chính căn cứ của Philippines kể từ tháng 2 năm 2023. Giáo sư Lauren Gedeon được AFI dẫn lời nói rằng những hoạt động này sẽ không làm giảm sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington cũng như giữa Bắc Kinh và Manila. Ông Gedeon cho rằng cuộc tập trận lớn sắp tới nhằm kiểm tra khả năng tương tác giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Philippines đưa ra những kịch bản khủng hoảng trực diện với các giả thuyết về phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc lo lắng về sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Trung Quốc có thể phản đối thông qua các thông cáo chính thức gây sức ép ngoại giao, ban hành các biện pháp nhắm vào Philippines, tăng cường tuần tra trên không ở các vùng sát với khu vực tập trận hoặc quấy rối ngư dân Philippines, cấm họ vào các ngư trường đánh bắt. Hình ảnh binh sĩ Mỹ và Philippines tại buổi lễ khai mạc cuộc tập trận thường niên Balikatan vào năm 2022. Cũng theo giáo sư Lauren Gedeon, Việt Nam được lợi từ cuộc tập trận Balikatan vì 4 lý do quan trọng sau đây đầu tiên, Việt Nam có thể phân tích cách Hoa Kỳ tương tác với đồng minh. Thứ hai, Việt Nam có thể phân tích khía cạnh quân sự của cuộc tập trận mang lại bài học quân sự và chiến lược quý giá cho sĩ quan Việt Nam. Thứ ba, Việt Nam có thể phân tích cách Trung Quốc đáp trả cuộc tập trận này cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lằn ranh đỏ của mình. Thứ tư, Việt Nam có thể phân tích năng lực và điểm yếu của quân đội trong giả thuyết một cuộc xung đột cường độ cao. Đối với vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, giáo sư Lauren Gedeon cho rằng lập trường của Mỹ là bảo vệ tự do lưu thông trên Biển Đông và Mỹ cũng không chính thức đưa ra quan điểm về tính chính đáng trong các yêu sách chủ quyền của nước liên quan đối với việc thực thể ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Gedeon cũng nhận định rằng việc Mỹ và Philippines gần kề nhau có thể khiến Việt Nam lo ngại bởi vì Hà Nội và Manila có những bất đồng cơ bản về chiến lược. Philippines là đồng minh chính thức của Mỹ thông qua nhiều thỏa thuận được ký từ những năm 1950, trong khi đó Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận quân sự nào với Mỹ. Dù hai nước đã có sự tiếp cận gần nhau trong hai thập kỷ gần đây. Ngoài ra, Hà Nội cũng có xu hướng kiềm hãm quá trình này dù Washington liên tục đề nghị về mối quan hệ quân sự và ngoại giao giữa các quốc gia Đông Nam Á khi mà các quốc gia này tăng cường hợp tác với các nước lớn khác như Mỹ, Úc, Nhật nhưng lại thiếu sự hợp tác chung trong khu vực ASEAN trong bối cảnh tranh chấp ở Biển Đông, hình ảnh đảo Phú Lâm thuộc Việt Nam. Theo ông Gedeon, mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines có một số mơ hồ, nhưng hai nước đều nhận thức được sự nguy hiểm từ Trung Quốc và có ý định hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi phái đoàn cấp cao, hợp tác hàng hải, đào tạo, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chuyên môn cũng như ủng hộ nhau tại các diễn đàn địa phương, đặc biệt là ASEAN. Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì sự mập mờ về tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Trường Sa và cho rằng phải giải quyết vấn đề với Trung Quốc trước đã, sau đó mới giải quyết được bất đồng giữa hai nước. Ông Gedeon cũng cho rằng nếu nhiều nước Đông Nam Á khác không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, trong đó có những nước thân Bắc Kinh như Campuchia, Trung Quốc đang tận dụng những lục đục trong ASEAN để thúc đẩy lợi ích của họ. Ông Gideon cũng nhấn mạnh vấn đề đặt ra trong vùng hiện nay là Hoa Kỳ có khả năng sẽ đưa ra một chương trình ngoại giao và chiến lược mới, nếu chiến lược đó dẫn đến một cuộc khủng hoảng Mỹ Trung và những quốc gia thân với Washington nhất sẽ được lợi lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin giáo sư Pháp, Việt Nam được lợi khi Mỹ và Philippines tăng cường hợp tác quân sự quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d